quay lại một chút cho những mọi người biết. Đây lần đầu tiên thấy có đồng hồ. Đồng hồ này là đồng hồ dành cho thể thao mà trên tuyết. Snow sport. Tuyết à? Trượt tuyết á. Bây giờ nó hết pin là nó không biết chế độ làm sao nè. Thôi gửi vô. Đánh nhau được là nó có gì không? Phải không ạ? Hay à. Đây cái đó này là của Casio điện tử này. Rồi hơi bị khó coi. Cái này cây kho hả? Có một con mấy đầu quá à. Có một con Thụy Sĩ này nhưng mà đâu rớt hết mấy kim, ba kim rớt luôn cả cái ti rồi. Mất cái ti rồi. Rồi bán vậy, nhập về luôn vậy đó. Tôi lấy cái gì rồi thì phải nhau nói. Đó nhập về ai mua linh kiện gì gắn vô được thì gắn ra. Kim này đã gắn qua con này rồi. Đấy, kim còn đấm rồi. Chơi thôi. Kim không? Cái gì? Kim hả? Ừ. Máy Thụy Sĩ á. Máy Thụy Sĩ. Máy đen á. Không, cái này máy pin nè. Máy quạt nhưng mà máy Thụy Sĩ á. Không phải. Máy coi. À. Pin. Đây dạ. Con này hiểu gì đấy? Máy dây bàn theo và ba màu ba cái như đây là cây ăn cái
là mấy đứa chơi phải không? Đó. Quá trời trong giò luôn. Mà là có ma cũng nhỏ. Giờ đổ ra cái ao coi có nào hay. À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chứ còn lựa không. Coi không đổ. Coi trái được không vậy? Đổ ra, đổ ra. Đổ ra nè, bỏ ra mọi người coi. Không, anh đổ qua bên đó được. À, được. Mỗi lần qua Campuchia là một lô vậy đó, về được cái nào đấy ha. Hết cái này tới kiểm chắc rồi. Ha ha ha. Ông ơi, phải, phải vậy. Chợ Long Biên đó hả? Ừ. Quá tay mà. Này hầu như trong đây là pin không đâu, có cơ đâu không anh? Không. Cơ chứ đi thì... Nó có nhiều cái trọng á. Nhiều thứ là lạ đó. Biết đâu bất ngờ. Đúng rồi. Lựa ra hết rồi. Đâu biết đâu bất ngờ không anh? Đúng rồi, mỗi người có sở thích. Đó là máy quay hả? Dạ, điện thoại thôi. Đó. Đấy lạ lạ là đeo. Rõ là do mình quay thôi. Bộ cục này là bố đâu? Mua mấy chỗ bán linh kiện. Đó là nó kêu làm gì? Cục và để gắn cho điện thoại, để gắn vô cái điện thoại nó cầm cho nó ngồi chứ đâu có nó cầm như vậy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó cầm vậy nè, phải mở tay. Chứ là anh để trên bàn nó cũng vừa. Đúng rồi. Mình coi phim thì cho nó dễ. Chứ tao đầu cơ đâu cầm cái gì đó. Đúng rồi. Thì người tưởng mình cái camera gắn thêm. Không có mấy loại này từ con Seiko xưa ha, mà nó không phải. Seiko hả? Dạ. Dạ. Cô hai hộ à? Cô hai hộ à? Dạ. Cô hai hộ à? Máy à? Hả? Dạ, nó máy kỹ nè. Máy kỹ. Máy không? Nó ra hết rồi đó. Đó. Cái gì đủ quá. Để nha. Con nha hộ á. Đó. Máy không không? Hai hộ á. À, có máy xích à. Ừ. Dạ. Chơi không? Dạ đúng rồi. Chơi ngồi xíu nước chân quá đó. Có gì hay á? Có gì hay là giật mình liền. Lạ chứ. Lạ không? Lạ. Máy vàng lắm nhưng mà không biết máy gì nữa. Còn lên ra dây lên dây nó nữ nam luôn á. Đâu đâu máy ảo sao dài đâu lên dây nam vuông hả? Citizen của cái này phi có hả? Ờ cái này dùng cái mộc vàng gì vậy? Cái là vàng có dầu á. Cái vàng xưa hơn vàng có dầu. Cổ đại thì xưa. Thôi á hả? Thì nói đại vậy thôi biết mẹ thôi. Dân đi mua đồ thấy gì nó đại thôi chứ đâu có biết là làm giàu mẹ rồi. Không, cái này của Hermes nè. Nó chứ tháp đó. Cái này giống như là sân bay đáp nè. Ờ. Đó, cái này Campuchia đó. Không, cái này sân bay đáp đây nè. Không, đâu chứ tháp á. Ừ, chứ hát là hẳn á hẳn. Hẳn á, đúng á. Hẳn là hối hẳn á. Hối hẳn luôn. Trời ơi, mất mẹ mấy rồi.
là tên đẹp lắm, đại ca mất mẹ không anh. Tháo rồi. Cái vỏ đó nhiều lắm á. Tháo pin nữa.